cả nhà nghe. Bữa nay là ở qua mình là mở cây mưa dòng đầu tiên là có ẩn ương liền nha các bạn. Đây là tiếp tục quần lại món ẩn ương mò giáp một năm rồi, bây giờ quần lại món ẩn ương như xưa lại nha các bạn. Đấy, bây giờ mình cũng làm sẵn hết đây các bạn. Món này là rất tuyệt nha các bạn. Bây giờ mình nấu một món canh chua ớt ương nha các bạn. Đấy, mời các bạn cũng con cũng cùng xem với anh em mình nha. Đấy, bây giờ mình chế biến món. Đấy, đây nha các bạn, đây giờ mình bỏ đây nha. Nước sâu vậy. Đây mình đâm ớt nè, ớt 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 là ớt mình cùng là thêm vài trái cây. Đấy, ớt đây nghe các vị các bạn, đây là món món ẩn ương mà nghe các bạn đời. Ủa, nghiêng anh hai, nghiêng nó trong nhiều quá, nghiêng các bạn không, nghiêng cái đây là không có cho đổ nha các bạn, cái đây là quý lắm. Một năm như vậy nó có một lần rồi các bạn ơi. Ui, nước nó trong veo đã. Đấy, món ẩn ương nha các bạn. Đây, con ẩn ương đây. Ui, sao đó. 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 Cây mưa ở mình đây, cây mưa đầu tiên này. Ẩn ương này. Ẩn ương mình nấu với lá mì, lá giang, lá diếp. Lá diếp, nói chung là hành đồ gia vị là đẹp đi các bạn. Quả trái này mình cũng thưởng thức. Ừ, rồi đây nha bạn, chén mắm thần thánh của anh em mình bữa nay tìm quýnh bóng cái chén mắm cho đẹp thứ cho chén mắm lên tí bỏ gần mới hấp dẫn. Lọt cái bàn hấp miếng nha bạn, thiệt bác. Để luôn đi. Đây, chén mắm này. Còn này chén mắm thần thánh của anh em mình nè. Đấy. Đầu đây mình đang kèm với lợ qua qua đây. Vô leo với cá nha. Đây, mời các bạn anh ở nước với mình nè. Đây. Mời cả nhà. Không, mình làm trước rồi. Mình giúp nha. Mời cả nhà quốc với mình nha. Làm miếng mắm này. Thưa. Nó đã. Nóng không? Nóng quá hả? Nóng. Đây nghe nha. Đây mời cả nhà nè. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Nóng lắm, cũng ruột mỏ lắm mà. Ở Nữ Vương một năm có một lần mà cả nhà. Uống nha các bạn, nào mà nếu mà mưa các bạn rất ăn thử rồi, ngon hơn ớt. Đây cũng có con ớt đây các bạn, nhưng mà là ớt nào, ớt nè, đây con ớt nhưng mà không bằng con ẩn ương. Con ẩn ương là nó rất ngon. Nè, nóng quá, nóng quá bạn ơi. Mình giờ mình tiếp con thứ hai nè. Ăn cái này mà không ăn thứ nào. Trùng quay các bạn. Rồi. Ôi giời. Nóng quá nóng. Chảy nước không? Ngập mồm luôn. Nóng á. Ngập mồm nè. Nóng. Đúng rồi. Nóng quá nóng.
là giang vụ là nóng tay phong tay luôn nên mình nhai luôn xuống giòn rầm rầm ngon bà quá ngon tuyệt quá các bạn ơi đây mời nhá thằng con ơi ngồi xuống ăn mềm các bạn anh em không mỏ rồi nó toàn mọc ăn luôn được cây mọc và cái nhà tiếp con nữa đây nè mời các bạn ăn cái đu ớt nha đó ớt này nó cứng xương lắm các bạn cứng xương còn con đây là nó mềm xương đó nấm món nấu ra ăn liền nấm chịu nấu các bạn nóng à nóng mà nó ngon cực kỳ vừa nấm vừa cay ăn mà chảy nước mắt luôn được mà nó ngon nó đã rồi mà nóng nóng ngoài là mình ăn nó ấy ngàn bạc nóng quá tốc độ nếu mà nó mình không có tả được món nhắc xuống à ui ngon quá mời cả nhà này ạ bữa nay tìm mình quán hai người nha các bạn do bọn công chuyện tránh trai bữa tên mình hòa tạc nấu những cái lá đây bông à ngon rất ngon đây phải có một nước không các bạn đây là cũng mình cũng mời nước các bạn ở nước Thái Lan ăn ở nước cùng mình nha
ngon không sao tả đâu. Na luôn không? Đây quá. Nước mắt nước mũi nước dãi đồ chảy hết bạn ạ. Mở nha. Con người là chắc năm mới ăn được nó nha các bạn, không phải dở ăn nó đâu. Mùa mưa dông đây, giáp mùa mưa dông kia nó mới có lần nha các bạn nè. Đây phải con hình ương không, con ít on không mà. Các bạn thấy con ít on không? Không còn già xương cứng quá mà nha. Nước mắt nước mũi có chảy mấy bạn thấy cũng đừng có nha. Giờ đây cây có gì leo hết bạn à, thông cảm ấy. Ăn nè. Đấy. Đấy nhúng à. Mời cả nhà. Ăn. Đó ăn. Ăn. Trong cái bông ấy nó chùi dữ ta. Giang xương xương cứng phải không? Mời nhá. Em tay cho mình leo một chút ơi. Nó chạy quá ngon. Đây con ớt này mà còn con ớt thế tinh. Đây cũng ớt chứ không phải là còn ngon đâu. Ớt sung quá. Cũng không? Để tới ăn. Cái chân mà cứng. Ớt sung cứng lắm nha bạn. Nếu bạn ăn là ăn ớt ong. Ngon không? Mời cả nhà. Thôi chung là nãy một mâm hai anh em mình ăn nó cũng hết nha các bạn. Đúng rồi, đừng giờ còn mấy con tôi cho bà con còn mình làm con nữa còn gỡ cho caramel nha em. Cho mình cũng quá. Mời cả nhà. Cảm ơn anh, nó cũng hết các bạn. Ngon. Các bạn ngon. Coi rồi cũng thông cảm cho cái thằng quay phim. Ngon thiệt không phải ngon dưỡng đâu mà.
công nhận ngọt không? Ngọt muốn cháy nè. Cháy luôn nè. Nói chung giờ nó không tấu rồi các bạn. Bạn thông cảm. Cho anh em mình còn đi làm nó, đi bươn chải đi làm kiếm ăn nữa các bạn. Chứ còn cái con này là nói chung là Tết giờ nhận được có mấy 5 triệu mấy rồi các bạn. Bây giờ mình cũng ăn tới đây mình cũng chắc anh em mình cũng xin chào các bạn ha. Đây, thằng con thấy chưa? Nhờ các bạn ủng hộ giùm mình cho con cho nó lên lên cho anh em mình kiếm tiền để bất khổ không bạn. Khổ quá. Cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Các bạn nhớ cho mình một share, một like và một lượt đăng ký là không có gì. Bạn từ tận đáy lòng mình cũng chúc cả nhà hạnh phúc và vui vẻ nha. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn lại clip sau.